mỗi cái máy nó có cái nút khác nhau nhưng mà nó cơ bản là nó giống nhau hết, nhưng mà cái nút cái chức năng của nó có thể đổi trái phải trên dưới đồ. Này là hệ thống 4 đầu dò. Này là đầu dò tổng quát. Con vẹt nè. Con vơ con vẹt nè. Này là liner. Này là đầu dò mô mềm. Giáp vú rồi. Này là đầu dò vuông. Vuông là tim. Ha. Tim mạch máu. Nó vuông nè. Còn đầu dò mà bự dần dần này á. Nó là 4D. Dựng hình. Nhưng mà mình ít xài mấy cái này với cái này thì thôi, để học hai cái này thôi. Học hai cái này trước thôi. Còn mấy kia chuyên sâu thôi. Nên khi màn hình này ha, đây. Cái quan trọng nhất của màn hình này là nghe đây là bốn cái đầu dò. Phát hiện vô lên. Rồi giờ mình bấm chọn ha. Chọn cái đầu dò này. Mà cái nút này ha, luôn luôn sử dụng cái nút. Thử chọn đầu dò thứ hai. Thấy không? Qua đầu dò là chuyển qua, thì trên đây hiện cái làm của đầu dò thứ hai để trở về mặc định. Rồi mình xài hai đầu dò đó thôi ha. Khi mà thôi trả lời đầu dò này làm tổng quát nha. Nè, tổng quát là nó nằm ở OB nè, là bụng á. Tổng quát thì nó còn có cái là bụng sản, nó chưa chia chương trình ra sản phụ khoa bụng ra. Còn hồi nãy là giờ mình chuyển qua chương trình sản rồi đó. Còn cái lúc này khi mà bắt đầu làm thì cái gen trước ha. Rồi tới cái lúc này là lúc mà để cho phát sóng phát âm á, giống như phát tia bệnh á.